vừa qua tại huyện chính hưng liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và hội nông dân tỉnh tổ chức tham quan mô hình điểm liên kết chuỗi sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa đầu ra cho nông dân tại hợp tác xã dịch vụ thương mại nông nghiệp cây trơm xã hưng điện a à tại xã Hương Điện A có hơn 100 hộ dân với gần 600 ha tham gia mô hình điểm liên kết chuỗi sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa đầu ra cho nông dân tại hợp tác xã dịch vụ thương mại cây rơm hiện nay tại hợp tác xã quy trình sản xuất áp dụng 90% cơ giới hóa dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào dịch vụ trước và sau thu hoạch hay tiêu thụ sản phẩm đều thực hiện khép kín 100% qua đó giúp lợi nhuận của các thành viên tăng lên khoảng 15% so với trước đây trong thời gian tới mô hình điểm liên kết chuỗi sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa đầu ra sẽ tiếp tục mở rộng mô hình liên kết ở những địa phương khác đồng thời tăng cường hướng dẫn nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế tạo đầu sao ổn định cho nông sản với sản phẩm gạo có chất lượng